Nhiều cửa hàng nhận trao đổi hàng hóa bằng tiền số bi, nhưng thực chất khách hàng vẫn phải trả cả bi và tiền mặt nếu muốn lấy hàng. Sau khi tiền số này có thể trao đổi hôm ngày 13 tháng 7, anh S lên các cộng đồng bi với hy vọng có thể sử dụng số coin của mình đi mua hàng hoặc bán lấy tiền. Thấy bài rao bán iPhone, tôi ước tính chỉ cần bỏ ra chục bi là có thể đổi lấy điện thoại, anh kể. Tuy nhiên, khi liên hệ, anh mới ngã ngửa vì họ nhận 90% bằng tiền mặt, còn 10% bằng bi. Chiếc iPhone 11 Pro Max đã qua sử dụng, được cửa hàng định giá gần 14 triệu đồng, yêu cầu người mua phải trả 12,5 triệu đồng cùng 1,5 bi. Bên cạnh một số người khẳng định đã giao dịch được bằng bi, không ít người đào bi khác thừa nhận họ có nguy cơ mất tiền hoặc mất bi vì tin các thương gia. Hiện các nhà phát triển bi network chưa đưa ra thời gian cụ thể cho việc lên sàn tiền số. Để có thể trao đổi bi, điều kiện cần là cả người mua và người bán đều đã được xác minh danh tính và có tiền ảo trong ví. Nhiều người sở hữu bi tại Việt Nam cho biết đã đào bi suốt 3 năm nhưng chưa thể làm gì được do chưa được xác minh danh tính. Hiện tại, nhiều người Việt cho biết đã mua hàng bằng bi dựa trên giá đồng thuận, nghĩa là người mua và người bán dùng từ trao đổi thay vì thanh toán để lách luật. Tuy nhiên, việc thanh toán bằng tiền ảo là trái pháp luật tại Việt Nam. Người phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.